Thưa quý vị, hiện nay, bất động sản ở Tây Nguyên tiếp tục rục rịch tăng giá khi các dự án giao thông trọng điểm bắt đầu được xúc tiến. Chẳng hạn dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 dù đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư, nhưng giá đất nhiều khu vực tại Đắk Lắk đã tăng lên gấp nhiều lần. Hay tại Đắk Nông, dự án đường cao tốc Trân Thành - Bình Phước - Gia Nghĩa - Đắk Nông chỉ mới được đưa vào quy hoạch giai đoạn 2021-2025. Dẫu vậy, giới đầu cơ đất đã lợi dụng thông tin này để quảng cáo rầm rộ về khả năng sinh lợi cao của bất động sản nơi đây khi có tuyến cao tốc, khiến giá đất tại nhiều địa phương tăng cao. Ngoài ăn theo dự án, một số lý do khác khiến bất động sản các tỉnh Tây Nguyên tăng trưởng nóng chính là sự đổ về của những con sếu lớn. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, sau nhiều năm, dư địa phát triển bất động sản ở các đô thị lớn gần như cạn kiệt do quỹ đất không còn nhiều. Trong khi đó, với tiềm năng, Tây Nguyên trở thành vùng đất mới nổi để phát triển các khu đô thị, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp. Vì vậy, vùng đất Đại Ngàn đã lọt vào tầm ngắm của nhiều sếu đầu đàn về đầu tư bất động sản. Tại Đắk Lắk, tập đoàn TNT đã đề xuất thực hiện 5 dự án trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, gồm khu đô thị thương mại dịch vụ Etam với quy mô 51,67 ha, tổ hợp khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại và nhà ở thương mại 42,645.000 m², trung tâm thương mại và nhà ở thương mại 42.645 m², khu biệt thự Ecao 46,14 ha, khu sân gốt hồ Ecao 76,7 ha, trung tâm văn hóa tỉnh Đắk Lắk. Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã lớn sâu vào lĩnh vực bất động sản khi đầu tư dự án thành phố cà phê quy mô 45,45 ha tại thành phố Buôn Ma Thuột. Dự án tạo được ấn tượng khi có không gian kiến trúc độc đáo với công trình bảo tàng thế giới cà phê thu hút trên 1 triệu lượng khách tham quan trong thời gian qua. Bên cạnh dự án trên, Trung Nguyên Legend còn sở hữu một số dự án bất động sản du lịch đang được triển khai tại Đắk Lắk như khu du lịch Cụm Thác Drei Sáp Thượng, khu danh lam thắng cảnh đồi Cư Hờ Lâm hay dự án du lịch ở khu thác Dra Nu cách trung tâm Buôn Ma Thuột khoảng 30 km. Loạt ông lớn bất động sản cũng đến Đắk Nông khảo sát đầu tư dự án. Chẳng hạn công ty cổ phần tập đoàn Việt Phương đã đề xuất khảo sát xin chủ trương đầu tư 4 dự án, gồm tổ hợp bauxit, alumin, nhôm Đắk Rông, dự án điện gió thuộc huyện Tuy Đức, Đắk Song và Đắk Rông, khu công nghiệp Nhân Cơ 2, tổ hợp khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng tại thành phố Gia Nghĩa. Trong khi đó, Novaland cũng báo cáo ý tưởng quy hoạch khu vực huyện Đắk Rông và vườn quốc gia Tà Đùng với dự án khu du lịch quy mô 23.500 ha. Tập đoàn TNT đề xuất ý tưởng đầu tư khu đô thị du lịch sinh thái Hồ Đắk Rờ Tính, có tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ đô la Mỹ.